gửi phần quà này lên cho em, chúc cô thật nhiều sức khỏe. Ở đây thì phải nói là cháu Lực cũng rất là nể Dung ấy. Đây thì không có đi ra trạm xá để đẻ đâu, đúng không Dung? Không đi đâu. Là tự ở trong nhà là mình tự tự đẻ đúng không? Vâng. Đồ đạc trong nhà của Dung thì cũng chẳng có đồ gì mà gọi là đắt giá. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống của bác ạ. Thời tiết ở trên vùng cao thì hai hôm nay khá là lạnh cô bác. Bây giờ thì hiện tại là chắc giờ đó tầm 5 đến 10 độ thôi cô bác. Buổi sáng sớm thì lạnh quá thì mấy anh em không thể lên được cô bác ạ. Cái con đường mà huyền thoại của mấy anh em chuyên chở cát vào thì là ngán nhất ở chỗ này rồi cô bác. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà của chị Hoàng Thị Nga. Chị có gửi quần áo cho em Dung và thêm là có một số bác ở bên nước ngoài cũng có gửi tiền cho Lực nữa. Thì một tí nữa cháu Lực sẽ đi vào và trao cái phần quà đấy tới tay cho em Dung cô bác ạ. Như hoàn cảnh của em Dung thì cô bác có theo dõi sau thì cũng có biết, thì cho cháu Lực xin được tóm tắt lại thêm một chút cô bác nhé. Hoàn cảnh này thì là hoàn cảnh mới mà cháu Lực vừa mới chia sẻ được tầm 2-3 cái video cô bác ạ. Em Dung thì hiện tại là người chồng của mình thì đã mất rồi cô bác. Thì hiện tại là đang ở trong cứ, là đang một mình mà nuôi con thôi cô bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi thăm em Dung một chút cô bác nhé. Hôm nay thì cháu Lực nhận được quần áo thì một bao tải khá là lớn cô bác ạ. Đấy, hôm nay thì lai thêm đồ nữa cho nên là cháu Lực với bạn Hiệu là phải lấy hai xe đi cô bác này. Đấy, xe này thì được là bác Trần Thị Tiên là bác có mua cho hai anh em. Xe màu trắng thì của cháu Lực, con xe màu đen thì là của bạn Hiệu cô bác. Đấy, bây giờ thì hai anh em có hai cái xe thì thành ra là đi đâu nếu mà lai được đồ nhiều, có đồ nhiều thì hai anh em sẽ tự lai luôn. Đấy, ở đây thì bà con ở trên này đến mùa đông của bác này phải đi lấy củi để dự trữ. Một bó này rất là to, một bó như này thì nếu mà bán thì cũng chỉ rơi được tầm độ là 50.000 thôi các bác. Bó này phải đi từ sáng đến trưa giờ mới lấy được một bó củi này đi vào. Nhà của em Dung thì là hiện tại là đang ở ngôi nhà nhỏ nhỏ bên kia các bác ạ. Chồng của em thì cũng vừa mất thôi. Ôi, có chó đấy. Đây là bố mẹ đi lấy củi về à Dung? Rồi anh chào Dung nhé. Bố mẹ có ở nhà không? Có. Ở nhà hết à? Ừ. Anh đi ủng vào trong nhà được không? Có rồi. Có à? Ôi tẩm má. Đang ủng lá nữa. À tiếp đó lên. Có vẻ như tối quá nhỉ? Có bật đèn được không? Dung thì khỏe hơn chưa? Phải hơn rồi nhỉ? Thế gửi một lời chào tới các ông các bà đây nhỉ. Đây, cầm mic gửi lời chào đi.
Con chào các ông các bà. Con thế. Chào các ông các bà. Đấy, hôm nay thì có vẻ như khuôn mặt của Dung khá là tươi tỉnh lên rồi cô bác này. Ôi Dung ơi, em đốt cái này thì một tí nó khói nó mùi lắm. Tí em bé là không có thở được ấy. Lần sau thì đừng có đốt như này nhá. Vâng ạ. Trong lúc mà đang ở cứ như này thì có em bé thì không nên đốt ra những cái chai nhựa này, những cái vỏ ni lông này, túi ni lông này nhá. Em có cái bao tải nào giải đây không? Hôm nay anh có đem một phần quà đấy cho em này. Đó, thì sẽ cho sạch tí, bóc ra. Bé thì mấy hôm nay có ngoan không? Có, mấy hôm nay ngoan rồi. À, hôm nay ngoan rồi à? Vâng. Em lấy cái mic để kẹp vào cổ này. Vâng. Thằng Hân ấy hay à tấm á? Hả? Hân hay và hay à? Nè. Ờ. Chị có hai chứ rồi. Em nói bằng tiếng Nùng thì bác không có hiểu đâu bác ạ. Đây là những cái bộ quần áo em bé của Dung cô bác. Đó là có ít bộ không có khô, với lại không có nắng nữa. Thành ra là phải bác lên trên này, đun ra cái nước phủ trên này. Rồi. Chị đi đâu rồi? Đi xuống xá. Chị Dâu đi xuống xá à? Vâng. Có nhờ chị Dâu mua cái gì không? Không. Không à? Vâng. Thế tiền hôm nọ là anh gửi cho em là mua những cái gì? Chưa mua cái gì đâu. Chưa mua cái gì à? Vâng. Em mua những cái bộ quần áo trẻ con này cho con đi. Để mấy ngày em xuống mua. À thế là ở trong ở cứ xong mới đi đúng không? Vâng. Thế bây giờ thì được mấy ngày rồi nhỉ? Được 14 ngày rồi. Được 14 ngày rồi nhỉ? Ồ vâng. Thế còn nửa tháng nữa cô bác. Đấy cái phần quà này là phần quà của chị Hoàng Thị Nga nhá. Đây trong này thì toàn quần áo thôi. Đây, anh cũng không biết là đây là đây em tự mở ra thì trong này sẽ là có những quần áo gì đi nhá. Đây em cứ kẹp vào, anh mở cho. Đây, anh mở cho. Đây mở thế này. Đấy. Cái mic này thì sau này anh còn lên chia sẻ này, còn gắn ở cổ nhiều ấy, lâu dài đấy nhá. Ôi. Em bé khóc rồi. Đây có quả tớt này. Đây là tớt với lại khăn xô này. Cái khăn này thì cũng là khăn để khi mà tắm cho em bé xong nhá. Dùng để lâu nhá. Đấy, tại vì là Dung còn rất là bờ ngớ cô bác, cho nên là những cái khăn này không biết. Đây, cái đây là cái khăn xô mà khi tắm xong rồi dùng nhá. Vâng ạ. Đây là tớt nhá. Vâng. Tớt này thì mặc dù là bây giờ nó sẽ hơi to nhưng mà có khi là vẫn đeo vẫn nhỏ thôi đây này. Đây. Đây, ở đây thì ở trong mới có rất là nhiều đồ cho nên cô bác khi mà cháu Lực nhận được quà ấy thì cháu Lực sẽ để bưng ra ngoài hết luôn để cho cô bác cùng xem. Đây, em cứ mở ra đi, quần áo trong một tí thì mình lại mang vào. Đấy, mình lại đem vào. Ở đây thì nó gồm có cả quần áo của em bé, còn có cả quần áo của em nhá. Đây thì là chắc là quần áo của em rồi đấy. Đây là đồ dùng mà cá nhân của em đấy. Đấy, đây thì cũng toàn là quần áo rồi đấy, quần áo ấm này Dung. À đây là quần áo, đây là em bé là mặc vừa không nhỉ? Rất là to. Rất là to nhưng mà mình cũng để sợ sân mà hết ở cứu đấy thì là mặc được. Còn đây quần áo thì chắc là quần áo của em thôi đấy. Còn là những cái lọ này thì là lọ này thì là lọ tắm cho em bé nhá. Vâng. Còn cái lọ này thì là lọ bôi nhá, anh xem nào. Vitamin K2 cộng với D3. Cái lọ này là dùng để bôi thôi nhá, để bôi cho em bé này nhá. Vâng. Đây. Để bôi ở dưới chân tay cho ấm ấy. Đấy, ở đây thì trong này cũng toàn là cái quần áo thôi nhá. Đấy, quần áo ở đây thì sẽ gồm có cả quần áo của em, là cả quần áo của em bé nhá. Ở trong này thì thế em bé là từ trước giờ là chưa mua bộ nào à? Trời, và lúc trước cô đếm thì cô mua, cô và chị gái em mua 3-4 bộ đếm là cho à? Vâng. Thế là mình là vẫn chưa mua đúng không? Vâng. Đây, còn đây là cái khăn này nhá. Ô đây, đây là khăn nhá. Vâng. Khăn để mà mình giải cho em bé ngủ trên đấy. Đây, đây thì là quần áo của em bé là nhiều hơn này. Ở đây thì chắc là vừa đây này. Em xem đi. Đây, xem cái nào mà vừa thì một tí lựa ra. Xong là em bé là mặc được đấy. Đây, ở chỗ này thì toàn là quần áo của em bé thôi. Ồ đây thì chắc là vừa rồi, đúng không? Đây vừa nọ. Đấy, áo này thì là vừa đấy. Đây quần này.
Quần áo này thì là vừa hết. Cái túi này thì là vừa hết em nhá. Vâng. Đấy, túi này thì là vừa hết thì thôi là anh để đấy cho em nhá. Đấy. Ở đây thì có cả gồm một quần áo của em này, cả quần áo của bé nữa nhá. Đây, đây còn thêm là một túi nữa. Túi này thì cũng là quần áo hết thôi, trong túi này ấy. Đây, còn đây là quần áo của em nhá. Đây. Đấy, mùa này thì vào mùa lạnh thì sao vẫn mặc áo mỏng phanh ấy, không có áo dài à, không có áo ấm à? Không có, chỉ có một cái thôi. Chỉ có một cái thôi? Vâng. Ôi ôi, thế thì mấy cái quần áo của bác này gửi cho này, cô này gửi cho này. Đây thì chắc là gọi bằng chị thôi. Vâng. Đây thì cũng là quần áo của em bé thôi. Đây thì chắc là lớn hơn một chút. Đấy, còn bây giờ thì là hết rồi cô bác ạ. Đấy, ở đây thì là phần quà này là của chị Hoàng Thị Nga. Đây, chị Hoàng Thị Nga là gửi tới cho hai mẹ con Dung. Bé này thì là bé trai hay bé gái hả Dung? Bé trai ạ. Bé trai đúng không? Vâng. Đã tên chưa? Rồi ạ. Rồi à, tên là gì? Tên Khánh ạ. Khánh à? Vâng. À. Cháu Lực cũng xin thay mặt em Dung với lại em bé, với lại gia đình nữa gửi một lời cảm ơn tới chị Hoàng Thị Nga. Chúc chị và gia đình là thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn cái phần quà mà rất là cần thiết đối với em Dung hiện tại lúc này cô bác ạ. Dung thì gửi một lời cảm ơn tới chị nhá. Vâng. Em cảm ơn chị rất nhiều về phần quà mà chị đã gửi lên cho em ạ. Em chúc chị thật nhiều sức khỏe. Em chúc chị thật nhiều sức khỏe và máy hôm nay thì cháu Lực đi qua nhà của Dung đâu các bác, không có đi vào nhà của Dung mấy các bác. Trong thời gian mà Dung đang ở cứu các bác, hiện tại thì Dung là đang ở với lại bố mẹ cộng với lại thêm là chị dâu đúng không? Vâng. Thêm là chị dâu nữa, thì một gia đình nhỏ này thì thế là buổi tối là các chị là ngủ đâu? Ngủ ở bên này ạ. À, các chị là ngủ bên ngoài đúng không? Vâng. À. Thế là còn em với mẹ là ngủ đây. Vâng. Còn bố chồng là ngủ đây đúng không? Bố chồng ngủ ở trên này. Bố chồng là ngủ trên này á? Vâng. À, trên này có chỗ ngủ à? Vâng. Ồ. Thế còn chỗ này là không ai ngủ à? Không ai ngủ đâu. Đây. Ở này thì một tí nữa thì cất đi nhé. Và anh có thêm là một hai bác gửi tiền cho em nữa. Đây. Đây thì có thêm hai bác nữa gửi tiền cho em cũng được là hơn 1 triệu. Còn hôm nọ là có một bác là bác Kim Hoàng ấy, có bảo là trong thời gian em ở cứu đấy thì là mỗi tuần là đưa em 1 triệu đúng không? Thì là hôm nọ anh đã đưa cho em là một lần rồi đúng không? Đúng. Còn một lần nữa thì để ngày mai anh lên anh sẽ đưa nhá. Vâng. Hôm nay thì anh không có cầm theo nhiều tiền mặt đấy, tại vì lên trên bàn này thì anh lúc mà lên thì anh chỉ cầm theo là đúng là đủ cái tiền mà các bác gửi cho em thôi. Em bé thì có vẻ như là khi mà cháu Lực vào các bác nói chuyện to quá thì nhà là tỉnh giấc hay sao. Đấy, đang ngủ ngon rồi anh nhỉ. Em bé này thì sau này mà lớn lên các bác thì không có còn nhìn thấy bố của mình ở đâu cả, chỉ nhìn thấy mẹ của mình thôi. Ở đây thì có một cô là cô Thúy Phạm, cô ở bên Mỹ, có gửi cho em là 1 triệu đồng. Và có bác Đào Nguyên, bác gửi cho em 400, là tổng cả hai bác là 1 triệu tư. Đấy. Ở đây thì có cô là cô Thí Phạm là gửi cho em là 1 triệu nhá.
có bác Đào Nguyên là gửi cho em là 400.000. Đấy thì tổng tổng là 1.4 triệu. Đấy còn là 1 triệu này là của cô Thúy Phạm nhé. Em xin. Đấy có cô Thúy Phạm. Em gửi một lời cảm ơn tới cô Thúy Phạm nhé. Vâng. Em cảm ơn cô đã gửi phần quà này lên cho em. Chúc cô thật nhiều sức khỏe. Đấy, còn đây là bác Đào Nguyên nhé. Đấy, bác Đào Nguyên là gửi quà cho em là 400.000 nhé. Em cảm ơn bác cô, đây đây là gọi là bác, là cháu cảm ơn bác hay là con cảm ơn bác cái gì đấy nhé. Con cảm ơn bác đã gửi phần quà này cho con ạ. Con chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Vậy ở đây thì cháu được cùng xin được thay mặt là em Dung với lại bé Khánh nữa và gia đình của em Dung nữa gửi một lời cảm ơn và lời chúc tới cô Thúy Phạm và bác Đào Nguyên. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bác, cảm ơn các bác trong thời gian qua khi mà cháu được chia sẻ những thước phim và hoàn cảnh của em Dung lên thì cũng được rất là nhiều bác đồng cảm và đồng cảnh gửi rất là nhiều phần quà tới cho em Dung nữa. Quần áo này thì em một tí này, ở đây thì cứ ngồi lựa xem là quần áo của em bé thì để em một túi, còn quần áo của em thì để ra một túi nhá. Vâng. Như bác thì cũng không có quần áo đâu à? Mẹ cũng không có rồi. Xem là cái áo nào mà lớn quá ấy, mình không có mặc vừa thì đưa cho bác thì bác cũng mặc nhá. Vâng ạ. Thế bác là có đi đâu làm gì không? Không đi đó. Không đi nhá. Vâng. Dung thì hiện tại là trong thời gian ở cứ thì nguyên là trong nhà thôi các bác. Bây giờ thì sức khỏe của Dung thì cũng đã dần dần là ổn định rồi. Ở đây thì phải nói là cháu Lực cũng rất là nể Dung ấy. Ở đây thì không có đi ra trạm xá để đẻ đâu đúng không Dung? Không đi đâu. Là tự ở trong nhà là mình tự tự đẻ đúng không? Vâng. Khi mà chồng mất ấy cô bác thì không có ai đưa vào trạm xá ấy. Thành ra là quyết định là khi mà đến trong thời gian rồi, đến lúc mà đẻ rồi thì quyết định liều mình là đẻ ở nhà. Em bé thì đêm thì có khóc gì không? Bây giờ thì không khóc nữa rồi. Bây giờ thì không khóc à? Vâng. Thế còn ban ngày thì có chuyên ngủ ngày hay là ngủ đêm? Ngủ ngày nhưng mà ngủ đêm thì ngủ nhưng mà không khóc. Bây giờ ngày cũng ngủ, đêm cũng ngủ. À, thế là không khóc nè. Vâng ạ. Đấy, tiền khi mà anh gửi cho em ấy thì số tiền đấy đừng dùng để tiết kiệm nhá. Vâng ạ. Đi mua quần áo này, mua sữa để cho con. Vâng ạ. Đấy. Trong thời gian qua thì anh chia sẻ khi mà biết em rơi vào hoàn cảnh thì anh chia sẻ lên thì cũng được rất là nhiều bác là vừa gửi tiền hay vừa gửi quà đấy cho em. Thì cái số tiền đấy thì anh xin được nói lại một lần nữa là không dùng để tiết kiệm nhá. Là ở đây là các bác đã thương là hai mẹ con là gửi tiền về cũng như là đi mua thức ăn này, xong lại mua quần áo cho em bé với lại em nữa nhá. Đấy. Thế quần áo của bé thì có ở chỗ này thôi à? Vâng, ở chỗ này với kia còn 2-3 bộ nữa. 2-3 bộ là khô rồi à? Vâng, nhưng mà to quá em mặc không vừa. To quá là mặc không vừa à? Vâng. À. Bây giờ thì trong thời gian ở cứ thì vẫn còn đang dùng là khăn để cuốn thôi nhỉ? Vâng. Dung năm nay thì chỉ có 2K7 thôi cô bác ạ. Một người mẹ mà còn là khá là trẻ cô bác. Bây giờ thì phải nói là em đã rơi vào cái cảnh mà phải nói là hơi rơi vào cảnh quá phụ rồi cô bác ạ. Không biết là sau này Dung có đi thêm bước nữa không, nhưng mà hiện tại thì chắc chắn là một người mẹ như Dung thì thời điểm này cũng có thể là nhẫn tâm mà bỏ con của mình ra đi được. Đây, ở ngoài thì phải nói là rất là lạnh luôn cô bác này. Sương mù rất là dày đặc luôn. Như ngôi nhà của em Dung ở trong này này. Như anh chị, dâu của chị Dung là ngủ sang phần buồng bên kia. Còn là Dung hiện tại đang ở cuối nên là phải ngủ ở trong nhà. Ở đây thì chồng của Dung thì bây giờ em bé là đẻ ra được là 14 ngày. Giờ chồng của Dung là mất được 16 ngày rồi cô bác.
vào trong ngôi nhà thì ở phần phía bên trên này cô bác này, và phải nói là khi mà dùng cái bếp củi nhiều quá đun lên thì bị rất là nhiều những cái bụi bẩm của cái phần khói bụi nó động lại, thành ra là khiến ngôi nhà của mình rất là đen cô bác. Như đồ đạc trong nhà của Dung thì cũng chẳng có đồ gì mà gọi là đắt giá cả cô bác. Ở phần phía bên này là cái chỗ mà cũng như là đun cám lợn là em Dung, đối diện đó là em Dung là sẽ ngủ ở phần phía bên này cô bác. Hai mẹ con ở đây là hiện tại là có ba mẹ con là ngủ chung một cái giường như vậy này cô bác này. Ba mẹ con là ngủ chung một cái giường này, gồm có cả em bé nữa. Giường này thì theo chúng mình nhìn thấy là nó chỉ rộng được hơn là 1 mét thôi, rất là hẹp cô bác. Bát đũa thì cũng rất là sơ sài cô bác ạ. Những cái chạm bát ở đây thì khi mà cháu được ghi hình lên thì không cần cháu được phải là diễn tả thêm nhiều nữa. Cô bác cũng cảm nhận rằng là cái ngôi nhà của Dung và cái hoàn cảnh của mình thì nó như thế nào không ạ? Ở trên vùng cao thì vào mùa đông các bác chỉ có ngồi là quanh quần bên nhau ở một cái khu bếp củi thôi. Đây là này, đây là con trai mấy? Cô vẫn là con trai chứ? Con gái. Con gái. Em biết nghe tiếng nùng không? Em không biết đâu. Không biết á? Vâng. Bạn nhỏ này là em nhỏ này là con của chị dâu đúng không? Ăn bánh thì gọi như thế nào? Chắc là tính tính kinh đâu nhỉ? Tính kinh thì tính mông thì biết nghe em nhỉ? Thằng nó này. Thằng nó thằng. Nó thằng. Là thằng này. Em à, nó là em. Nó thằng. Nó sợ đấy. Sợ. Trở lên không quen đúng không? Sợ. Đây. Này. Bố của Dung, bố chồng của Dung là cũng hay đi uống rượu về nhỉ? Vâng. Trước bố chồng của Dung đi uống rượu về thì có hay bao giờ nói chồng em chưa trước ấy? Không đâu. Không à, uống rượu say về là ngủ à? Vâng. Nhưng mà trong thời gian tới thì không thể biết được cô bác ạ. Tại vì các bác ở trên vùng cao này thì hầu như cháu được đa số nhìn thấy là khi mà nếu mà người con trai mà đã ra đi thì khi mà con dâu ở cùng ấy nói nhiều quá thành ra là không có ở được thôi. Chồng của Dung là đến hôm nay là được 16 hôm rồi nhỉ? Được 16 ngày rồi. Được làm mất được 16 ngày đúng không? Vâng. Như tiền mà anh đưa cho Dung ấy thì anh Dung là tự cầm hay là đưa cho bố mẹ cầm? Tự cầm thôi ạ. Tự cầm à? Vâng. Anh như bây giờ khi mà hết ở cứ đấy, tiền anh đưa cho Dung ấy thì Dung là tự đi mà mua thức ăn này kia mọi cái nhá. Vâng. Ở đây thì anh không nói là bố mẹ chồng em xấu hay gì cả, nhưng mà một khi mà nếu em mà đã đưa cho bố mẹ chồng hết ấy thì có khi là bố mẹ chồng không có đi mua đồ đâu. Vâng. Như tiền ăn thì tiền mà bác bảo là gửi 1 triệu để mua thịt ăn thì có mua không? Không mua đâu. Sao lại không mua? Thì không. Không phải các anh mua nhưng không mua đâu. Hàn rõ rồi cơ. Thế mỗi lần mà anh đưa mua lên thì mới... Vâng. Thì mới ăn thôi à? Vâng. Ê, ở đây sao em không nhờ là các chị đi mua cho? Các chị không đi mua à? Không đi đâu, không có xe nên các chị cũng không đi, không ai đi đâu. Không có xe các chị không có đi? Vâng. Thế nhưng mà xe, anh thấy ở bên kia có một cái xe của chồng em thì không ai đi à? Cái chìa khóa của nó mất chìa khóa nhưng không tìm thấy cái chìa khóa ở đâu nữa. Đi không được Nhưng mà nếu mà em nhờ các chị thì các chị có đi không?
Nếu có xe thì đi, nhưng mà không có xe thì chắc cũng không đi đâu. Không có xe các chị không đi á? Vâng. Ở đây thì chắc là do là một cái vấn đề ở đây cô bác, thì các chị cũng không muốn đi. Thế thì lần sau anh lên thì anh mua cái tiền mà bác bảo là mỗi tuần đưa cho em 1 triệu đấy, thì là mỗi lần anh lên thì anh sẽ đưa một thịt cho em nhé. Vâng ạ. Thế một thịt cái này thì cả nhà cũng ăn hay là như nào? Một mình em ăn thôi ạ. Một mình em ăn à? Vâng. Đấy, chịu khó là khi mà anh đưa tiền cho đấy thì thấy ai mà đi đi qua hay là Dung là có điện thoại đúng không? Vâng ạ. Thì là cần những gì thì có thể là điện vào số anh thì anh sẽ mua cho. Vâng ạ. Đây, một tí nữa thì đưa số điện thoại cho anh để ở trên vùng cao này thì cô bác này chỉ có mỗi là thịt lợn là nhiều thôi. Ui. Ui. Như chồng của chị dâu thì đã đi, có đi làm không hay ở nhà? Đi làm rồi. Đi làm rồi. Vâng. Thế trước mà chồng mà mất thì có về không? Có, mới đi được một tuần hay là hai tuần. Là cái lúc mà chồng em mất thì cũng về đúng không? Vâng ạ. Bố chồng em lại đi đâu à? Đi ngủ rồi. Bố chồng em đang ngủ trên à? Vâng. Thì chắc là lạnh là đi ngủ đấy nhỉ? Vâng. Bố chồng của Dung thì cháu Đức cũng bắt gặp rất là nhiều lần rồi cô bác ạ. Có lần thì đi uống rượu rất là say. Bé này biết đi chưa? Chưa biết đi đâu nhỉ? Chưa đâu. Ôi dồi ôi, ăn xong có vẻ rất... À, có mấy cái răng rồi. Đây là con gái đúng không? Vâng ạ. Đây thì khi mà anh lên mà đưa tiền cho em nhiều thế thì các chị dâu có ghen tị không? Hay là như nào không? Không ạ. Mình không đâu. Vâng. Hay là bây giờ hay là mới đầu thì chưa dám nói thôi, nhưng mà lúc về sau... Cũng không biết nữa. Chung thì bây giờ thì cũng khá là trẻ của bác ạ. Phải nói là khi mà em lấy chồng của em là được bao nhiêu tuổi? Được 16. Được 16 tuổi à? Lấy còn chưa được một năm. Lấy nhau chưa được một năm? Vâng. Không. Thế là cả ngày là cứ ngồi xung quanh đống lửa để sưởi ấm thôi à? Vâng ạ. Em là con gái thì em đừng không nên là ngồi như này nhiều. Đấy. Đi vào nằm xong lúc nào mệt mỏi thì dậy ra đi đi lại lại một chút thôi. Anh. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cũng khá dài rồi các bác ạ. Cháu Đức cũng xin chia sẻ tới đây thôi. Hôm nay thì khi mà cháu Đức đi vào thăm em Dung thì có nhận được là 3 cái phần quà của chị Hoàng Thị Nga này, của bác, của cô Thúy Phạm này, và của bác Đào Nguyên này, bác có gửi tới cho em Dung, thì cháu Đức cũng đã đều đưa cho em Dung. Và tất cả mọi cái cháu Đức lên chia sẻ hay là trao phần quà thì cháu Đức đều có ghi hình lại cô bác ạ. Và trong thời gian qua thì cháu Đức cũng xin được cảm ơn tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều đã luôn luôn đồng hành cùng kênh Bản Em. Thế còn là bây giờ thì thời lượng bây giờ thì chắc là khi mà cháu Lực ra đây thì Dung cũng đã không ra đây ngồi khá là lâu rồi, nên là trong thời gian ở cứ thì Dung cũng phải là đi ngồi đi vào nằm nghỉ một chút cô bác. Bé thì đang khóc rồi cô bác. Còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được nói là hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em thôi cô bác. Xin chào các bác anh chị. Dung thì bây giờ đi vào nằm nghỉ một lúc đi nhá. Hãy ngồi nhiều như này thì không có mệt đâu. Cái quần áo thì một tí nữa em lựa ra xem là cái bộ nào mà của em bé thì treo lên nhá. Bộ nào của em thì em mặc lên nhá. Chứ không là em cũng có 2 cái áo, 3 cái áo thôi à? Để mặc thôi à? Cũng có 3 cái áo, 3 hay là 1 cái thôi ạ. Ôi dồi ôi.
Khi mà làm mà mẹ còn là rất là trẻ các bác, cho nên là còn nhiều điều khá là bỡ ngỡ.